Cái thằng bán kem mày tắt nhạc hộ anh cái. Anh đang chán vãi đây này. Ờ, anh cảm ơn nhá. À, hồi, Dobry den Chucky. Dạ, mới sang, mới học được mấy câu. Dạ, thú thật với cả mọi người là em xe ôm. Xe ôm kiểu gì mà cả tháng rồi con xe máy của em không phải đổ xăng. Ha? Thế có đau không chứ lệ? Đèn vãi nhá, chả có khách nào cả. À đúng rồi, tất cả cái này ấy là tại cái mụ phồn. Mụ phồn đấy. À, mới mồng một đầu tháng là cầm sang là chục trứng vịt lộn ế. Bảo à, ôi hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau, ủng hộ chị chục trứng vịt lộn ế, chị sell ợp cho 50%. Em thì cũng ham của rẻ, thế là em bụp luôn. Ôi rồi, bây giờ đen cả tháng rồi này. Mồng một vớ phải mụ phồn bán cho chục trứng vịt lộn rất to. Ăn vào thấy lo lo, y rằng cả tháng vật vã đói ăn. Quả này là em phải đốt vía mới được. Mà đốt vía của em bây giờ là phải kết hợp theo kiểu là ca vũ nhạc. Đấy. À, không biết là cái thằng diễn cùng em nó ra chưa. Thế bây giờ em cũng phải đốt vía cái. Ô, quạt trời đất ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy bốn phương trời, con lạy mười phương chư Phật. Hú. Tiền vong, tiền vong, tiền vong. Hú. Đen ở mô thì đi luôn đi, đừng có tìm đến tao nữa. Hey. Ô, ngọn lửa bập bùng trong ta. Ha ha ha. Ngọn lửa, ngọn lửa, ngọn lửa cháy mà. Ê, xe ôm. Đây, biết thế này em đốt từ sáng sớm. Ôi giời, có khứa rồi, đỏ thế. Đây. Đây, chào cậu. Cậu ơi, cậu đi đâu tôi chở cậu đi. Này, cậu mở hàng tôi lấy giá rẻ cho nhá. Đi đâu? Có ai nói là đi đâu đâu. Này, mày trêu tao đấy à? Hả? Sáng giờ chưa có khách nào hỏi han gì tao. Bây giờ có mày, mày lại bảo không đi. Không đi mày ra đây làm cái gì? Hay mày định gạ tình tao đấy? Hả? Giai tân nên đừng đùa nhá. Gì mà nóng thế? Hả? Gì? Đây. Cầm lấy. 5.000 kurun. Này, mày sỉ nhục tao đấy à? Hả? Ừ, sáng này giờ đã được quốc nào đâu mà mày bảo là đổi tiền. Bố láo bố lếu. Không phải đổi mà là cho. Cho? Ừ. Thôi, mẹ tao bảo rồi. Mẹ tao bảo à, có làm thì mới có ăn. Không dưng ai dễ mang phân đến cho. Không phải là đem phân mà là tôi đem phần đến cho ông. Đem phần là ở nơi khác thôi. Còn ở làng tôi á, bà con trồng rau rất nhiều. Này, rất cần phân bón rau. Thế là cả làng tôi đổi thành là mang phân đến cho. Mà thôi, trên đời này ấy, chẳng ai cho không ai cái gì đâu. Ha? Bây giờ tự nhiên ra ngoài đường cho có một thằng cho mình tiền. Này, một ấy, nó là cái bọn bắt cóc. Hai á, là cái bọn thôi miên. Ông chỉ được cái đa nghi. Có ai nói là cho không ông đâu. Hả? Tôi cho tiền ông ấy, rồi nhờ ông giúp tôi một chuyện. Mà nếu ông làm xong ấy, làm tốt, tôi sẽ trả gấp 10 lần. Cậu nghĩ tôi là người cần tiền á? Hả? Cậu nghĩ tôi cần tiền á? Cậu... Việc gì? Việc gì? Việc gì? Hả? Việc gì cứ đứng lên đã. Việc này rất nhàn. Không phạm pháp, không nguy hiểm, không trái với thuần phong mỹ tục. Cụ thể là tôi phải làm gì? Cậu cứ nói thẳng ra đi. Hả? Ông chả phải làm gì cả. Ừ. Ông chỉ việc ăn mặc đẹp, ngồi ô tô đẹp, rồi đi ăn, đi chơi, rồi về nhận tiền. Thế là xong. Đây, tao làm trai bao à? Gì mà trai bao? Chứ không trai bao thì làm gì có cái chuyện ăn mặc đẹp, đi xe đẹp, rồi ăn, rồi chơi, rồi về nhận tiền. Này, tôi nói cho cậu biết nhá. Tôi đây này, chỉ bán sức lao động, không bao giờ bán thân nhá. Cái gì?
Ông mà đòi bán thân á, ông quay một vòng tôi xem nào. Tao tập gym mà nó hơi đẹp. Ông mà bán ve chai cũng chả ai mua ấy. Nhưng mà thôi, tôi giả cậu này. Ôi, chả có cái việc gì nhàn hạ mà được nhiều tiền đâu. Giống như thằng em tôi đấy. Thằng em ông làm sao? Thì nó cũng có một thằng bạn. Rủ nó đi một lúc thôi. Cho 2 triệu. Thế á? Sao nữa? Công việc nhàn hạ lắm. Chả phải làm gì cả. Chỉ cần đứng dơ tay này thôi. Mà bây giờ là đi tù ấy. Vô lý. Làm gì có việc nào mà đứng dơ tay này mà đã phải đi tù. Cướp ngân hàng đấy. Cướp ngân hàng á? Như nào? Cái thằng kia thì vào cướp, còn thằng em tôi thì đứng ở ngoài, thấy không? Tay cầm khẩu súng á nè, mồm hét lớn. Đứng im, đứa nào mà động đậy tao bắn chết. Đấy, bây giờ tù mọt gông rồi đấy. Đi tù á? Ờ. Nhưng mà tôi đã bảo là ông yên tâm. Việc này không phạm pháp, không nguy hiểm, không trái với thuần phong mỹ tục. Ông yên tâm. Nhưng mà cụ thể là tôi phải làm gì thì cậu cứ nói thẳng ra. Cứ loảng ngoảng dây điện. Thôi được rồi. Chuyện là thế này. Tôi có đứa bạn gái xinh vô cùng. Tóc nó trắng như tuyết. Da đỏ như máu. Môi đen như gỗ mun. Ôi trời, người yêu mày là ma cà rồng hay sao vậy? Tôi nhầm. Da nó trắng như tuyết. Môi đỏ như máu. Tóc đen như gỗ mun. Vì em ấy ngon như thế nên tôi phải quyết tâm choén bằng được em ấy. Được chưa? Tao hiểu rồi. Tức là bây giờ là cậu thuê tôi là ăn mặc đẹp, đi xe đẹp đúng không? Đúng. Rồi tôi dùng nam nhân kế mê hoặc cái em đấy, rồi đưa em ấy lên phòng, rồi để cho cậu choén. Không phải. Rồi ôi. Hay như nào? Bởi vì ấy, bạn gái tôi là con nhà gia giáo. Cô ấy muốn tôi đưa bố tôi tới để ra mắt thưa chuyện với gia đình nhà cô ấy. Hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Tức là cậu thuê tôi là như nào nhỉ? Tôi là đóng giả làm bố tôi. Tôi đóng giả làm bố cậu á? Đúng. Tức là bây giờ là tôi làm tôi với cậu là đi qua nhà cái cô bé đấy. Chính xác. Rồi thưa chuyện đúng không? Đúng. Rồi xin phép cho hai đứa chén nhau. Không phải. Thế như nào? Không phải là xin cho hai đứa chén nhau. Ờ. Mà là xin cho hai đứa được qua lại tìm hiểu. Thế qua lại tìm hiểu xong có choán không? Đương nhiên là có. Có thì nói luôn, nhưng còn loằng ngoằng dây điện làm gì nữa. Thế chốt lại ấy, là ông có nhận lời giúp tôi không? Không. Sao lại không? Không thể không nhận lời. Này, ngu gì hả? Bây giờ được ăn mặc đẹp, đi xe đẹp, rồi ăn rồi chơi rồi về nhận tiền. Ngu gì mà không giúp hả? Này, hôm nào cậu đi thì cậu lấy ô tô qua đây rước tôi rồi mình cùng đi nhá. Nhất trí. Thế nhá. Mà khoan đã. Hả? Còn cái gì nữa? Chả là ấy. Tôi có chót khoe với bạn gái tôi ấy. Bố tôi là Việt Kiều, sống ở bên Tây, thi thoảng mới về Việt Nam. Thì sao? Thì ở bên Tây ông phải biết nói chút ít tiếng Tây chứ, đúng không? Để đến khi cần ấy, đến nhà bạn gái tôi ấy, ông nói vài câu cho nó sang mồm. Trời ơi, này. Tiếng Tây, tiếng ta, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng gì ta cũng biết nhá. Có nghe ông nói mấy câu nghe mà học hỏi. Ông mà cũng biết nói tiếng Tây á? Nói đi tôi nghe xem nào. Nghe tiếng Đức nhá. Ở tiệp mình nói tiếng Đức cho nó chất nhá. Ok. Guten Tag, Guten Abend. Cái từ này khó này. Chuyết. Này. Hả? Đi đâu đấy? Thì tao tạm biệt thì tao về thôi. Sao lại tạm biệt? Hả? Còn nói tiếng Anh nữa cơ mà. Nhờ còn cái vụ tiếng Anh nhỉ? Nói đi. Cái tiếng Anh thì mày phải lấy giấy bút ra đây mà ghi mà học hỏi nhá. Tôi không cần ghi, tôi cũng nhớ. Ông nói đi. Nghe này. Come on baby. Oh yeah. Hả? Sao? Ông học đâu ra mấy cái từ mất dạy đấy hả? Thì tao không có tiền thì tao lên mạng tao học thôi. Tao thấy trên mạng rồi nó cứ thế. Hả? Đấy không phải là tiếng Anh giao tiếp. Thế đấy là tiếng Anh gì? Đấy là tiếng Anh giao cấu. Ôi giời ơi, thế mà từ xưa này đi đầu tao cũng âu dè khở mòn bầy bì đấy. Bây giờ ấy, tôi sẽ dạy ông một số từ tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Ông nghe cho kỹ rồi học thuộc nhá. Rồi. Tôi là ai? Ai là tôi? Vớ va vớ vẩn.
không biết gì về tiếng Anh thì thôi. Tôi là tôi, làm sao mà tôi là ai được? Không, tôi phải. Là tôi. Tôi là tôi, đấy là bài hát của Quách Thành Danh. Bài lâu rồi. Đây là tiếng Anh cơ mà. Ông nghe lại một lần nữa nhá. Tôi là ai? Ai là tôi? Nói theo à? Đúng. Tôi là ai? Ai là tôi? Tốt. Ai là đúng, tôi? Ôi trời ơi, ai là tôi? À, tôi là ai? Ai là tôi? À. Ồ dạ. Ông là ông chứ còn ông là ai nữa? Thế sao mày bảo là ai là tôi? Đấy là tiếng Anh. Ờ nhỉ. Thôi, tiếp nhá. Họ là dây, chúng ta là ớt, trẻ con là kít. Quá đơn giản. Họ là dây, chúng ta là ớt, trẻ con là cứt. Không phải, trẻ con là kít, 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 kít. Không phải mứt à? Không phải. Phành kít. Đúng. Rồi. Tốt nhá. Tiếp. Khi đến nhà bạn gái tôi ấy, mà thấy mẹ bạn gái tôi đang giở tay một việc gì đó, thì theo phép ga lăng lịch sự của người phương Tây, ông phải nói là Can I help you? Vớ va vớ vẩn nhá, bố láo ăn cắp. Đã nói với nhau từ đầu là không làm cái gì phạm pháp, không làm cái gì trái với thuần phong mỹ tục. Cậu làm cái gì mà mới lần đầu tiên tới nhà người ta cậu đã đòi hiếp người ta là sao? Cái gì? Tôi bỏ hiếp bao giờ? Chính miệng cậu vừa nói đây thầy. Cậu vừa nói là can I help you? Đấy, chả hiếp này còn gì. Không phải. Rồi, ơi. Tiếng Anh hiếp ở đây ấy tức là giúp. Này, ở bên Tây hay nhỉ? Hiếp tức lại là giúp. Ôi rồi em mà là xe ôm, em mà ở bên Tây thì chắc là suốt ngày em ra ngoài đường em hiếp nhỉ? Hả? Tiếng Anh mấy câu như thế là tạm ổn rồi. Này, hả? Thế ông có biết làm thơ không? Sao lại thơ? Thì tôi cũng chót khoe với bạn gái tôi, bố tôi là nhà thơ. Thế nên ông cũng phải học lên một vài câu thơ để đến lúc cần ấy đọc ra cho nó đỡ lộ. Thơ thì đây nhá, cả tủ thơ nhá, sở trường sở đoản là thơ nhá. Có nghe đọc cho mấy bài nghe. Thôi bớt nhiều lời đi, đọc thơ đi tôi nghe xem nào. Nghe nhá, bài thứ nhất này. 1.000 một miếng cú đỡ, 2.000 hai miếng cú đỡ 1.000. 2.000 một miếng cú đỡ, 4.000 hai miếng cú đỡ 2.000, 3.000 một miếng cú đỡ, 9.000 ba miếng cú đỡ 3.000. À, một bài nhá, bài nửa này. Kìa con gà trống hoa mơ, ngẩn ngơ đạp mái bạc phơ mái đầu. Bạc đầu thì có sao đâu, sống mà không đạp sống lâu làm gì. Kiếp sau tôi không làm người. Làm con gà trống suốt đời ấm no. Lúc buồn thì gáy o o, lúc vui đạp mái chẳng lo mất tiền. Thôi đến nhà bạn gái tôi ra mắt mà ông đọc mấy cái bài buồn này cũng mà tôi loại từ vòng gửi xe à? Rồi. Này, hả? Thế tôi hỏi câu nữa nhá. Ông có biết hát bolero không? Mày đang cho rồi. Tao được bao nhiêu tiền mà mày bảo tao yêu cầu tao làm nhiều thứ thế, hả? Thế ông định đòi thêm bao nhiêu? Thì 1/10 từng này nữa thôi. Cái gì? Không được. Này, mày có làm không? Không làm tao chuyết. Từ từ đã. Tôi nói cho ông biết nhá. Nghệ sĩ một đêm diễn chỉ có 340. Ông đòi từng này ông không thấy quá đáng à? Họ khác, tôi khác. Tất cả chúng ta giống nhau một điểm là không ai giống ai cả. Nhá, làm thì làm, không làm thì chuyết. Từ từ. Hát đi. Mình xin. Bài đầu nhá, bài này là bài hát ngược. Nhá, nghe nhá. Hội na mày nùa vưng nhăng cơ mươn. Này, ông hát cái gì đấy? Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, két dài đồng đầu khay em bắn hiu hiu danh lọ. Hứa xóa thấy rồi em bên tôi 1 triệu tan lớn.
món baby. Ờ hả? Thế chưa? Hẹn. Hát đi. Tao đang lấy tông. Tao có phải là ca sĩ chuyên nghiệp đâu mà lấy tông nhanh mới được. Hẹn. Echo đâu nhỉ? Hẹn chiều nay mà sao không thấy đâu. Chó gâu gâu lòng bỗng nghe sầu sầu. Trời mù sương hay nhà ai đốt rơm. Em không lại anh nhủ lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều nay rồi lại qua sáng mai. Sáng mai xong lại đổi qua chiều mai. Rồi chiều mai em lại hẹn sang sáng kia. Em cứ qua lại hoài rồi em đổi luôn sang tuần sau. Yeah. Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó. Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện chẳng đáng nhăm nhò. Có những lúc ngặt nghèo tưởng như sóng rồi đó. Nhưng nghỉ đi nghỉ lại mọi chuyện nọ phải lo. Khi thấy em là anh đã biết cuộc đời này anh thuộc về em. Đấy thân xác này linh hồn anh cho em hết nọ cần chi mô. Oh yeah. Mày đạp tao hai lần rồi nhá. Này, ông hát bolero như thế để chết tôi à? Hả? Tao chỉ có thế thôi. Ông hát bolero cứ như là đọc văn xuôi ấy. Mà đọc rap thì cứ như là chó ngáp táp phải ruồi ấy. Tao chỉ có thế thôi. Alo, bố à. Anh đây. À. Anh đang ở đâu đây? Anh đang ở nhà. Anh đang cho chó ăn. Hả? Ôi chó nhà anh làm sao đấy anh ơi. Anh đang cho chó ăn. Em nói này. Em cho chó thế nào? Hả? Sủa. Mày bảo tao làm chó. Ừ. Thêm điền nữa thì bố mày làm. Anh ơi. Sủa đi. Sủa. Anh ơi, chó làm sao đấy anh? Chó nhà anh nó đang bị viêm họng em ạ. Đang có dịch sốt xuất huyết mà. Mà này anh bảo, đúng 8 giờ tối mai, anh sẽ đưa bố anh qua ra mắt nhà em. Em nhớ chuẩn bị tinh thần và vật chất đầy đủ để đón tiếp nhá. Thế nha em yêu. Chuyết. Ê, thế là mai đi rồi à? Sao vội thế? Ông có được chén đâu mà vội với chả không vội. Ông cứ thử đặt địa vị vào tôi xem. Có muốn nhanh nhanh chóng chóng để chén không? Biết rồi. Alo, con gái à, bố đây. Bố ơi, bố đang ở đâu đấy bố? Bố đang nói chuyện với khách. Cái gì? Ngày mai là 8 giờ là bố chồng với cả người yêu con là qua nhà mình à? Đúng rồi bố ạ. Ngày mai 8 giờ bố chuẩn bị rồi tất cả để đón người yêu con bố nhá. Này, thế cái thằng người yêu mày có phải là nhìn nó không cao lắm, không thấp lắm, mặt nó nhìn dâm dâm ngu ngu không hả con? Đúng rồi bố ạ. Ôi trời. Này, thế có phải bố cái thằng đấy là ở bên Tây, thi thoảng mới về Việt Nam, biết nói tiếng Tây với cả hát bolero không con? Sao bố biết hả bố? Đúng rồi bố ạ. Được rồi, chờ bố tí tí bố về nhá. Dạ vâng. Nói chuyện lâu thế. Này, chốt lại là như thế nhá. Đúng 7 giờ tối mai, tôi có đón ông, rồi chúng ta lên đường. Này, từ từ tao bảo này. Mày có ảnh bạn gái mày không cho tao xem cái? Ông xem ảnh bạn gái tôi. Thì mày bảo là ngon thì tao xem nó ngon cỡ nào. Sắp tới tao cũng làm bố chồng của nó. Bố chồng thì phải biết mặt con dâu chứ lệ, đúng không? Có lý. Này, xem đi, xinh không? Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Ôi trời ơi, Bảo Thanh ơi là Bảo Thanh. Bố dặn mày bao nhiêu lần rồi. Bây giờ mày chụp ảnh mày cứ ngồi tơ hơ thế này. Bảo sao mà nó không muốn chén mày hả con ơi. Ôi trời ơi, thế này thì mày giết bố còn hơn con ơi. Này,
Được đấy. À, thế mày với cả bạn gái mày chưa choén nhau thật chứ? Sắp choén rồi. Thế thì đã đến cái giai đoạn nào rồi? Ông hỏi vô duyên. Đến giai đoạn nào rồi? Giai đoạn này này. Thế tao bảo này. Này này này. Ông làm gì đấy? À, tao chỉ hỏi mày thôi. Thế mày có muốn biết mặt bố chồng, à quên, bố vợ mày không? Đương nhiên là có. À, tao có ảnh để có xem không? Ông có ảnh á? Ờ. Cho tôi xem nào. Đây này. Này, này. Ông nhìn này. Mặt cái lão già này trông đen đen bẩn bẩn. Nhăn như quả táo tàu ấy. Lại còn có cái ve chó ở mõm ấy chứ. Này. Mà sao cái lão này trông giống ông thế nhỉ? Đứng lại. Mày đi ra đây ngay, thằng chó nha. Hai, tao nói mày nghe nha, tao nhịn mày từ nãy giờ rồi nha. Hả? Con gái tao nuôi lớn từng ấy tuổi đầu rồi. Hả? Mà mày bảo là chén là chén là quan. Bây giờ nhá, mày muốn chén nó mày phải chén tao trước. Mày phải bước qua xác tao đã nhá. Đi về. Về. Đi đâu ạ? Về nhà cái đứa mày sắp choén này. Dạ, để tức gì? Là nhà tao đấy. Dạ thôi, à, cháu không dám đâu. Đứng lại. Dạ. Về đấy là tao cho mày hát bolero, đọc thơ với cả đọc rap nhá. Tha hồ nhá. Đi. Dạ. Đứng lại. Dạ. Tao sẽ lột trần mày. Ê ba ơi, sao bác lại lột trần cháu? À, tao sẽ vạch trần cái bộ mặt sở khanh của mày nhá. Đi về. Đứng lại. Mày ra đây. Nhanh. Mày không chào khán giả hả? Từ nãy giờ mọi người vẫn trật tự để xem anh em mình diễn đấy nhá. Cảm ơn. Nhanh. Nhanh. Dạ, xin cảm ơn ạ. À, một lần nữa thì chúng ta hãy dành danh hài Việt Bắc và diễn viên Tony đã dành tặng cho chúng ta một vở kịch rất là hay thưa quý vị. Một tràng pháo tay để cảm ơn Việt Bắc. Cảm ơn Việt Bắc rất nhiều.